Xin chào bác nhá. Clip này em đang test những dòng loa bãi của Nhật với cái mã sản phẩm là VK660. Cặp loa này thì hình thức loa rất đẹp, căng của nó là bằng sắt hết luôn nhá. Đồng màu màu đen rất là đẹp luôn. Hiện tại thì em đang sử dụng test con đẩy S800. Con đẩy này thì thương hiệu đến là Tây Ban Nha và cái hàng này thì tiếng rất là hay. Nó là một trong những dòng cục đẩy mà nó chạy 5 vỉ công suất. Với cái dòng 5 vỉ này thì tiếng của nó cực kỳ là hay nhé. Thêm một cái vỉ bên ngoài nữa này. Rất là nhiều linh kiện IC nó dài đến mãi đây này. Nó có một cái nắp đậy ở trong này. Đấy, linh kiện dày đặc luôn. Con đẩy này thì tiếng cực kỳ là hay và giá nó cũng hợp lý với nhá. Giá 4.800.000, công suất hơn 1.000W, kênh có chơi thì khá ok. Ở đây thì chúng ta đang nghe chất âm của dòng loa bãi của Nhật với cái mã là BK880. Xin lỗi các bác, ở mã 660. Đôi loa này thì em cũng xin được test gửi cho anh Cấn Đình Căn, có địa chỉ thôn 4 Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội nhé. Giá bán là 3.300.000, giá bao ship. Hình thức loa tương đối đẹp và dòng loa này thì các bác có thể dùng, chúng ta đánh với những dòng âm ly 8 sòi lên là chơi được. Và hoặc là đánh cỡ đầy công suất thôi nhé. Công suất của nó thì đạt là 150W và max là 450W. Những đôi loa này thì các bác chơi ở những không gian phòng 25m2 đổ lại chơi cực hay. Dài tần đánh rất sâu nhé, đánh được xuống 45Hz, cho nên là khi cái bát của nó xuống sâu mềm, nghe nó có độ tức là nó có cái độ đầm, độ phê. Đấy, tiếng bát nó tròn nhé. Và khi chúng ta nghe như thế thì nó đủ giải, thì thậm chí là các bác không cần sử dụng súp chúng ta nghe vẫn khá ok. Và những đôi loa như này thì các bác có thể treo lên kệ hoặc là treo lên tường hoặc để trên kệ, nó khá hợp lý. Đấy, hình thức loa thì nó cũng rất là đẹp luôn. Những đôi loa này thì nó cũng còn khá đẹp và căng bằng sắt thì các bác cũng không phải lo là nó bị hỏng căng hay gì đó. Thực sự bác là một trong những dòng loa mà nó cũng rất ít về. Giá thành hợp lý quá nhá, 3.300.000 bao ship. Và nói đến những dòng đẩy công suất thì clip này em cũng xin được giới thiệu các bác những dòng đẩy 5 vỉ, con S800 này. Con này thì nguồn rất là to, này, nguồn này, máy MA7200. Con đẩy này thì nguồn to quá nhá và sò nó sử dụng rất là nhiều sò luôn. Con này thì sử dụng nhiều sò, bù áp này, bù áp những con sò rất là to. Và có một cái điều đặc biệt mà nó chất âm nó hay là cái nguyên một cái vỉ này, đấy, vỉ lọc tiếng của nó nằm hết dài đến đây. Có một cái lớp sắt nó bao bọc này, tất cả dây giác của nó làm rất là to luôn thôi nhá. Thì cái vỉ này nó xử lý tín hiệu tiếng rất là hay luôn. Giá thành nó hợp lý, để dụng 2, 4, 6, 8 tụ nhá, 8 tụ. Đấy, dây giác toàn dây to nữa. Chất âm hay lắm, nên là bác nào mà chơi con đẩy này khá ok. Đấy, nhìn cái đẩy của nó thì bên mạch của nó còn linh kiện dày đặc luôn thôi nhá, linh kiện dày đặc luôn. Này nó có một cái nguồn chờ đây, khi điện nó cấp vào đây xong bắt đầu nó mới qua pin áp, nên là cái pin áp này nó rất an toàn. Đấy, cực đẹp luôn thôi nhá, cực đẹp luôn. Thì bác nào mà xem clip được này, có thể alo đến em để những con đẩy này thì giá nó hợp lý, 4.800.000 thôi nhá, em vào ship. Để clip này thì em cũng xin test những sản phẩm để lưu lại những kỷ niệm giữa bác khách hàng với cửa hàng và giới thiệu toàn thể các bác. Thì bác nào mà có nhu cầu những sản phẩm này thì gọi cho bên em theo số máy 0385 2228. Xin chào bác nhé.